vào là Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thạnh, Bình Thạnh, một địa bàn rất là lớn. Để củng cố lực lượng, năm 1776 Nguyễn Nhạc tiến hành cho xây dựng thành phố của mình. Sau 2 năm được hoàn thành, 1778 Nguyễn Nhạc lên ngôi lấy danh hiệu là Thái Đức Hoàng Đế, mới đặt tên cái thành này là thành Hoàng Đế. Điều đặc biệt nó được xây dựng trên cái nền cổ thành Đồ Bàn, tức là Kinshasa, của người Chăm An xây dựng từ thế kỷ 11 và bỏ phế từ thế kỷ 15. Đầu thế kỷ 19 Triều Nguyễn mới cho phá cái thành Hoàng Đế này, tại Sơn Ca tổ chức là Bình Định, Đồ Bàn, Hoàng Đế Bình Định cũng là khu vực này. Còn thành phố Quy Nhơn ngày nay là khu vực này. Dưới thời Triều Nguyễn, vua Thành Thái 1898, cuối thế kỷ